tem em Dignic 05 hàng nội địa Nhật. Cái này là bản cao cấp hơn bản của dòng Tennessee của Butterfly. Đây là con Dignic 05 nội địa Nhật. Giá bên Nhật của nó là tầm 10.260 yên tính cả thuế. Nội địa nhé, để xem tan nội địa, hàng nội địa. Nếu hàng Take thì nó sẽ có chữ TK ở đây, còn nếu hàng nội địa thì nó sẽ không có chữ gì ở đây cả. Nếu hàng các hàng của thị trường nào thì nó sẽ có ký hiệu ở đây, còn nếu hàng nội địa thì nó sẽ không có. Mình bóc ra cái biết hàng nội địa hay không, bây giờ bóc ra một lấy này, hai là phải so cái số series này. Ví dụ ở đây là B05427 AT212 chẳng hạn, thì cái series ở đây nó cũng phải thế này, thấy chưa? B05272 AT212 đấy. Có nghĩa là để mình biết là cái này đúng có đúng hàng nội địa không. Đấy, còn đây là con Dignic 05. Cái này là bản nâng cấp cao hơn, thông số vượt trội hơn dòng Tennessee và bền hơn. Và đặc điểm dễ nhận ra nhìn nhé là màu của lớp spon, lớp lót này nó khác này, màu đỏ đậm hơn này. Nhìn rất là chắc chắn này. Lớp này. Bây giờ thì sẽ dán vào cái con Harimoto này. Con này là cũng hàng nội địa Nhật, Harimoto. Vân gỗ rất là đẹp. Dignic này mà dán Harimoto này quá đỉnh luôn. Ok.